Hello, mình chào cả nhà đã trở lại với kênh YouTube của Duy nha. Thì hôm nay Duy thả con trà màu má trắng của Duy ra nha mọi người. Đây là con sâu. Thì Duy đóng cửa phòng lại thôi mọi người, tại vì do thời gian Duy đi làm thì nay nó đã nhán rồi nên đóng cửa phòng lại chắc ăn. Thì Duy mở cửa lồng thì nó đã bay ra mọi người. Gọi thử ăn nó có suốt không? Mọi người thấy không? Nó bay ở đầu trên kia kìa. Không xuống luôn mọi người. Lâu lâu được gan lần mừng quá mọi người. Xuống cho ăn nè. Rồi. Bay vô gỗ luôn rồi mọi người. Đây con mồi của mình nè mọi người. Nó ché là không ghê. Đây là cô Thái nha mọi người. Thì những clip trước mình cũng có quay cô Thái cho mọi người xem rồi đó. Cô này thì mình nuôi bây giờ nó trở thành cô khách này. Nó nghe mình hút gió hoặc là nó thấy mình là bắt đầu nó gáy gù rồi mọi người. Khiển tay luôn nha mọi người. Nè, mọi người coi gù theo tay mình nè. Đây con mồi, những clip trước mình cũng có quay cho mọi người xem đó, giọng kêu rất là gắt luôn. Bữa đi bẫy xem chút xíu bị đại bàng vô chết rồi mọi người. Ngày nay mà nó mới kêu lại à, bữa tưởng đâu chết thì nó bị quảng hồn luôn. Chúa Long nha. Xuống cho ăn nè. Nhanh lên. Xuống. Mọi bữa mọi người để trong lòng á thì mình đút cho nó gì là nó ăn à mọi người. Thì do thời gian lúc trước mình có quay cho mọi người xem cái cách thuần của nó, thì do mình đi làm suốt luôn không có thời gian mà chơi với nó, thì nay nó nhát lại mọi người. Đút trong lòng thì đút ăn nhưng mà bây giờ thả ra thì gọi không thèm lại. Xuống cho ăn nè, lên. Lâu lâu được ra một lần tung tăng ở ngoài mọi người. Cho mày trên đó mày chơi luôn đi. Này gáy theo nè mọi người. Lúc trước mình có nuôi nhiều lắm mọi người, nhưng mà lúc mà mình đi làm công ty lại á thì không có thời gian chăm sóc nên mình thả bớt rồi, chỉ còn có mấy con thôi. Với mình cũng gửi về quê cho cha mình nuôi mấy con này mọi người, mấy con chớp. Còn giữ lại con chớp mồi để mà mình rảnh rảnh có thời gian á mình đi đánh. Với con cu, này thì mình nuôi chỉ ở nhà thôi, mình chưa có đi vợt ở ngoài rừng lần nào hết trơn mọi người. Nhưng mà ở nhà thì khiển tay thì bắt đầu kêu, hoặc là mình hút gió là nó kêu theo à, gáy gù theo. Như mình quay điện thoại gần quá nó nhát hay sao nó sợ. Chứ mọi lần mình hút gió vậy là nó gáy gù theo à. Nè, mình lấy tay lại nó gáy cho mọi người xem nè.
sợ em thổi hay sao á. Xuống cho ăn nè. Hello. Hello. Nhanh đi. Không xuống cho ông mồi ăn à. Đứng nãy giờ mà nó không xuống mọi người. Chắc bữa nào tao xích chân đầu thần mày lại quá. Xuống coi. Sới khục rồi mọi người. Nhanh lên. Rồi, cắn đứt miếng sau rồi. Lên nó ăn luôn đi. Con này thì nó đang học giọng nha mọi người, nó đang học giọng theo con mồi của mình. Thì nó kêu cũng rất là nhiều rồi mọi người, nó cũng sổ giọng rồi. Còn nè, xuống đây. Xuống lên. Nó cũng muốn xuống mà như nhìn cái điện thoại mình ngát hay sợ mọi người. Lúc trước là con này mình thả ra mỗi bữa thì cho nó bắt mà mồi nó tự ăn ở trong phòng luôn mà mọi người, nó ăn mối rồi trời mưa xuống nhanh lên. Còn nè, xuống đây. Mỗi tay nha. Này nó xuống chỗ cái lồng đó này mọi người. Chui vô. Để bỏ vô cho mày vô. Chui lồng đi. Chưa lòng ăn đi. Nó đang kiếm đường vô mọi người. Đó đó. Chưa đi. Rồi. Cho mày vô lòng luôn. Bị dụi con. Ở trong đó luôn nha. Cho nó con sâu rồi mới dụ nó được vô cho trong lòng lại mọi người. Do không có thời gian nên mình không có đi quay clip cho mọi người xem được. Với lại cũng hơi buồn mọi người. Lúc trước đi bảy chơi vô công ty làm lại đi bảy thường xuyên lắm. Cái máy quay của mình nó cũng bị hư cái màn hình cảm ứng này. Ở chỗ mình thì ở Bình Dương này thì không có chỗ sửa mọi người phải qua tới Sài Gòn. Nhưng mà mình không có thời gian để đi nữa. Với lại từ đây đi qua Sài Gòn mất mấy tiếng đồng hồ rồi cả tiếng ngoài đồng hồ mọi người. Không biết có sửa được liền hay không nữa. Tại vì đi bảy cho mọi người á, phải có máy quay mình quay những cảnh mà chim nhảy lục đồ á, nó mới hay mọi người. Còn mà chim dính không mà không có quay được bắt được những cảnh đó thì cũng không thú vị mấy.
Mọi người thấy dữ không? Mổ tay mình luôn. Con này là nữa mình tập để làm mồi luôn mọi người. Tập cho nó dạng. Hôm nay nó sổ giọng kêu nhiều rồi mọi người. Thôi mình kết thúc video đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha mọi người.